Nay anh Bạch đang hai bị gì gãy không? xương, Bạch đang Ờ bị gãy giỏi. chơi rồi. Hai cẩn thận nha. Ý còn bóp eo đi nè. Bóp eo đi nè, hôm nay có anh hai chị hai lên chơi với bắp heo vui quá chừng nè. Bắp heo chơi sáng giờ cái bắp heo ăn luôn một chén bột, hai cái bánh luôn, ăn bơ của dì Thương nữa. Bơ nhai đi con. Hôm qua coi như là cũng ăn hết cái bột đó, rồi Wow, hai còn cái anh bánh, hai heo này ăn quá chừng hai ăn hai luôn. cái bánh gì đó, bánh phồng lan đó, Dạ. ăn hết. Hai em hai em ngốn kìa, cẩn thận bể nha con. Hình như bây giờ thằng đã ăn lên đó. Dạ. Tại vì hoạt động nhiều quá bà. Bơ nhai chưa? Bơ nhai nuốt chưa? Anh hai ăn hết một khứa cá hồi siêu to khổng lồ luôn. Wow, còn cái anh chàng này nè. Thấy bà ghét. Cẩn thận nha, hai anh em chơi sao rồi đè bắp eo của cái ba đi. Nghe chưa bạn bắp eo ơi. Ơi ơi ơi. Anh hai tuổi, anh hai tuổi. Coi bắp em nhảy chung chứ anh hai chị hai đi. Đó, bắp nhảy đi, chị hai nắm tay bơ. Ê, chết chết chết. Rồi đè bắp eo rồi.